Chào bác lái xe hèn xăm, bác có thích đóng phim không? Cát xe cháu đưa 50, nếu diễn tốt thêm 200, ok luôn làm phim gì bác, đây rất nhiều kinh nghiệm. Bố cháu ôm bác ơi, nhưng cô không nghe mà cứ mời học thế nó mới đèn cơ. Bác thấy cháu đang thương không? Thế cháu mới đến đây nhờ thằng cháu đang thương vợ là yên tâm bác nhiều kinh nghiệm, đưa money là xong liền. Thứ sau nhé bác ơi, xong xuôi cháu đưa tiền nốt cho ok.